Tại sao nên học nghề sửa chữa ô tô là câu hỏi mà nhiều học sinh băn khoăn khi tiếp cận ngành nghề. Hôm nay, trường dạy nghề Thanh Xuân xin đưa ra những tư vấn giúp các bạn tháo gỡ được những thắc mắc của mình. Một, nghề sửa chữa ô tô là nghề của tương lai. Như các bạn đã biết, xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, đi kèm với đó là sự phát triển về cơ sở hạ tầng vật chất. Hiện tại, mỗi gia đình đều có cho mình 2 đến 3 chiếc xe máy, nhưng trong tương lai gần, khoảng 5 năm tới sẽ có rất nhiều gia đình có ô tô. Cộng hưởng với chi phí mua ô tô ngày càng ít, gia nhập WTO mở cửa thực sự vào năm 2015 sẽ làm cho mức giá xe giảm xuống thấp nhất. 2. Mức lương cao hơn với những người có điều kiện sử dụng ô tô thì khả năng tài chính của họ rất tốt, dẫn đến việc chi trả cho các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp ô tô cũng trở nên dễ dàng hơn, dẫn tới việc mức lương cho ngành sửa chữa ô tô cũng cao hơn. 3. Học nghề sửa chữa ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân Trường dạy nghề Thanh Xuân với gần 30 năm xây dựng và phát triển, trực thuộc sự quản lý của Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội và nằm trong 45 trường có chất lượng cao của cả nước nghề sửa chữa ô tô được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, học đến đâu hiểu sâu đến đó. Về chương trình đào tạo, 1 phần động cơ ô tô. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của động cơ ô tô đời mới, phân loại động cơ, nguyên lý cấu tạo và chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ, động cơ nhiều xi lanh, động cơ tăng áp hiện đại, cách đặt cam, đặt lửa trên động cơ xăng, đặt bơm cao áp trên động cơ diesel. Thực hành và tháo lắp bảo dưỡng thành thạo các loại động cơ ô tô Kiểm tra đo đạc, thuần thục các bộ phận, các chi tiết của động cơ để xác định được mức độ hư hỏng cần sửa chữa Thay thế các bộ phận trong hệ thống cung cấp nhiên liệu như Các loại chế hòa khí thông thường, chế hòa khí điện tử, phun xăng điện tử, bơm cao áp của động cơ diesel Tháo lắp thay thế những hư hỏng của bít tông xi lanh, xét măng, trục khỉu, thanh truyền, trục cam, cò mổ, bạc biên, barrier 2. Phần điện ô tô Lý thuyết cơ bản về điện ô tô thế hệ mới, điện tử và bán lẫn tìm hiểu dây điện Mạng điện trên ô tô, ký hiệu điện và điện tử Kết cấu phản ứng hóa học bình ác quy, hệ thống cung cấp điện, nguyên lý kết cấu và hoạt động của máy phát điện song chiều thế hệ mới Hệ thống khởi động trên ô tô, nguyên lý kết cấu và hoạt động cấu tạo và hoạt động hệ thống đánh lửa trên ô tô chạy bằng xăng, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, điều khiển đèn, công tắc và dơ le, xi nhan báo rẽ hệ thống còi điện. Các thiết bị kiểm tra và theo dõi, các đồng hồ đèn báo, màn hình hiện số, các trang bị phụ kiện ô tô, quạt gió, quạt nước, chắn gió trước và sau hệ thống điện nâng hạng cửa sổ kính, hệ thống gối đệm khí nén. 3. Gầm ô tô Lý thuyết cơ bản về hệ thống trục truyền lực, cấu tạo và hoạt động của hệ thống, bộ ly hợp cơ khí, ly hợp thủy lực và biến mô thủy lực. Hộp số và hộp số phụ, cấu tạo nhiệm vụ trục truyền và khớp các đăng, nhiệm vụ cấu tạo của cầu xe, công dụng cấu tạo hệ thống treo xe, hệ thống lái, hệ thống phanh. Thực hành sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống phanh, may giảm sóc, tháo lắp thành thạo các loại hộp số, các loại ly hộp các đăng, hệ thống treo xe, căn chỉnh bộ vi sai trong cầu xe. 4. Điện ô tô chuyên sâu. Học viên được học hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu mạch phun xăng điện tử, mạch điện báo điện tử, cảm biến động cơ có báo tí hiệu, tín hiệu ecu cảm biến bướm ga, cảm biến chân không, cảm biến nhiệt độ gió, motor bước, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến vòng quay trục cơ, cảm biến tính gõ động cơ, cảm biến tính gõ trục cam. Học viên được học toàn bộ hệ thống điện điều hòa ô tô. Học viên được học toàn bộ các loại môi chất lạnh, các loại dầu lạnh bôi trơn, các chi tiết chính liên quan đến hệ thống điều hòa như máy nén, bộ ngưng tụ dàn nóng, bộ lọc hút ẩm, van giãn nở, bộ bốc hơi dàn lạnh. Học viên được tháo lắp trên mô hình xử lý sự cố, thất thoát ga, cách nạp số lượng ga, các dàn to nhỏ có bao nhiêu chế độ lạnh và mất lạnh. Biết cách hàn cắt ống tán đầu nối. Hệ chuyên sâu xe đời mới được học hệ thống điều khiển, điều hòa tự động EQ có 4 cảm biến. Làm thực hành trên xe 5 chỗ Toyota Ford Transit 2 dàn lạnh, xe Toyota Vios một dàn lạnh MOS 2014. Thực hành trên các mô hình mạch điều hòa điều khiển EQ tự động. Làm thực hành trực tiếp trên các xe đời mới như Ford 16 chỗ, Toyota Camry 2010, Mercedes đời mới có hệ thống phanh ABS, túi khí và toàn bộ hệ thống điện EFI, MPI, thiết kế thùng lạnh trên xe tải.